Hello bạn, hôm nay vào mùa sương, nên bạn khuyên bạn trồng bông hoa cây cối tất cả gì trong vườn bạn được đều đặn nha. Thì mình thì vợ mình thì người vợ mình rất thích trồng bông, mình thì đừng design những cái kiểu này kiểu kia, thì mình design những cái hồ cá, những cái lan kép, mình làm mọi cái bạn ơi. Thì cái này là mình thích làm, mình tự làm thôi nhá. Thì mình làm hồ cá rồi nước đổ xuống rồi cá dưới này, rồi mình trồng bông hoa xung quanh này ha. Thì đó là mình design hồ cá. Thì mình rất là thích về lan kép. Thì hôm nay thì có rất nhiều bạn comment cho mình hỏi mình một câu, anh ơi, em trồng cây mắng cầu em trồng ít đất trong cái chậu nó có trái nhiều hay không? Thì mình đã trả lời liền cho bạn liền nha. Tại vì mình đã viết qua cái cho bạn trong cái YouTube rồi, viết trong comment rồi, nhưng mà mình viết thì nó không có đủ với những cái gì bạn không hiểu nhiều đó. Thì hôm nay mình trực tiếp mình nói cho bạn và trực tiếp cho bạn luôn nha. Nếu những bạn nào mà trong hoàn cảnh đó thì bạn coi video mình luôn nha, không có gì quan trọng, bạn cứ coi luôn video rất là hay. Thì bạn biết không, thì mình trồng trong một, bạn hỏi mình là cái cây mắng cầu trồng đất ít đất nó có trái hay không, mình nói là tất nhiên là không có trái, có trái nhưng mà cái lượng trái nó không có đạt nhiều bạn muốn nha, nó vẫn ra trái vẫn ra bông, thì cái tỷ lệ nó mất rất là nhiều, tỷ lệ nó có thể bạn mất từ 4 đến 6% của trái của bạn nó rụng, nó không có đủ sức của nó nuôi cái trái. Nếu ra bông thì cây bông nó bị rụng, trái nó ra eo uột lắm, nó không có bự, nó bị nhỏ, hoặc là cái trái nó không ngon nha bạn, hoặc nó bị sâu, nó bị rụng, nó không có đạt. Như xả chứ mà 10 trái thì bạn đạt khoảng 3 cái trái mà trái rất là nhỏ. Nên khuyên bạn khi mà bạn trồng một cái cây mắng cầu á, thì tùy theo cây lớn với nhỏ, nếu cái cây mắng cầu mỗi năm nó tăng lượng cao hơn nữa đó, nó to bự hơn thì bạn đổi cái chậu to hơn cho mình nha. Nếu bạn ở khu mà trời tiết lạnh lạnh lẽo hoặc là không có đủ lúc mà lúc nó xuống nó quá lạnh đi, thì mình khuyên bạn trồng trong cái chậu bằng kiếm cái chậu nhựa nào nhẹ nhẹ, đừng có là mua mấy chậu sành nha, mấy chậu sành đừng bao giờ mua chậu sành nó nặng quá, bạn bưng cũng khó mà dễ bể nha. Thì mua cái chậu nhựa nhẹ thôi, bạn bỏ đất vô cho mình, thì bạn nếu bạn bỏ đất lượng đất nhiều hơn nữa, đất bỏ nhiều nữa thì cái lượng cây nó phát triển mạnh hơn nha bạn, nó có thể nó đạt rất là tốt. Bạn mua đất nhẹ, đừng có mua đất nặng quá, cái đất nhẹ mà đất hơi mất tiền chút xíu thì cái lượng đất nó nhẹ, nó có nhiều cái chất phân trong đó, thì nó có làm phân rễ, phân gốc, phân lá, phân trái, nó để trong cái bao đó, thì bạn mua cái bao chừng nhẹ thôi nha, đừng có mua cái loại nặng quá thì bạn bưng không nổi. Thì bạn bỏ vô đó thì cái tháng này mình nên bạn làm liền, bạn đừng có tiếc dùng đất ít quá, thì bạn muốn ăn trái thì không bao giờ nó đạt chất lượng cho bạn mình hết nha. Mình khuyên bạn là làm liền hôm nay, thì bạn sẽ thay đất cho cái chai đi, thay đất cái cây mắng cầu đi ha. Rồi thì bạn đừng có thay đất trong trầu, rồi bạn làm những cái gì trong video trước mình đã chỉ cho bạn đó, thì bảo đảm một cái trái nó bự hơn và đạt kết quả 100% cho bạn nha. Thì đó, mình cảm ơn bạn cái video bạn chia sẻ mình cái video. Rồi mình sẽ nói một người khác là một cô em cầu một cầu em hỏi mình là chỉ cách cầu cách chiết cây mắng cầu nha. Thì chiết cây mắng cầu rất là đơn giản, thì bạn cũng làm y cái video của mình là vừa rồi mình đã làm cái ổi đó, cái ổi thì mình làm rất là đơn giản. Thì bạn hỏi mình chỉ cho bạn chiết cây mắng cầu, làm chỉ chiết cây đào, hồng đào nha. Thì mình nói bạn là cây hồng đào tất cả các loại chiết đều giống nhau hết, thì mình chỉ với bạn video dễ lắm. Thì bằng cái cây bằng lựa cái thân cây đừng có to quá nha, nếu to quá thì cái lượng chiết nó lâu hơn và nó đẹp, nó là nó hư, mình cắt cái xấu cái cây của mình đi nha. Thì mình bạn chiết cái cây mắng hồng đào á, thì bằng lượng cái cây nào nhiều nhánh nó nhỏ nhỏ nha, nhiều nhánh, rồi sau đó bạn dùng một cái dao đeo cái tay vô, cẩn thận đứt tay nha. Rồi bạn vạch một đường tròn 1 inch rưỡi, inch rưỡi, thì vạch đường tròn cắt cái trong cái thân cây á, thì khoảng cách 1 inch rưỡi. Rồi sau đó thì bạn nhớ là bạn phải cắt sao cho tới màu trắng cái trong cái lõi cây trong, bằng cạo đừng còn, nếu mà còn cái xanh xanh á thì nó không có đạt, cái xanh xanh nó không có ra rễ được, nó vẫn tạo lại cái rễ là cái da lại bình thường. Nên khi bằng bằng cạo á là bằng cạo hết cái da cho mình nha, mình cạo mía cái da cho nó tới cái da màu màu trắng, thì màu trắng thì nó mới đạt kết quả cho bạn nha. Khi mà đạo đến màu trắng á, thì màu trắng thì bắt đầu là cái rễ nó phát triển mạnh hơn. Thì bạn mua đất thì bạn làm một cái, bằng kiếm 2 thì dây, bằng cột lại hai đầu, sau đó bằng như giống như cái võng á, toàn ten bự không, rồi bạn bỏ vô đất vô đó nha, bạn bỏ đất vô rồi bằng cột lại. Thì rồi sau mà nhớ bạn bóp thật là chặt, nếu bạn bóp mà không có chặt á thì cái đất nó cũng không có dính vô cái được cái chỗ bằng bằng cái lột cái da đó, thì nó bị khô, nó không có đạt chất lượng. Khi bạn bỏ đất rồi bạn bóp chặt vô chỗ đây nè, còn thân cây này nè, bằng bỏ cục đất này bạn bỏ bóp bóp chặt vô, sát vô cái phần mà bằng bằng lột da đó, bằng bóp vô còn chặt vô á,
thì cái thân cây cái rễ nó phát triển nên nó ra dễ hơn. Còn nhiều người ta bóp không chặt thì rồi nó sẽ bị rung, thì cái đất nó khoảng cách nó xa ra thì cái cây nó không đạt, nó bị chết hoặc là nó không ra rễ nhân bạn ha. Thì giờ đó thì rất là đơn giản, bạn nhớ là bằng bằng lấy cái bao cái áo thun màu đen, rồi áo nào cũng được, áo trắng được bà bỏ thì bạn cắt ra bạn làm nha. Thì bạn làm giống y như cái ổi mình chiếc rồi đó, thì bạn nhớ làm xong rồi bạn đục cái lỗ nhỏ nhỏ nhỏ, bạn tưới nước vô, tưới nước nếu mà trời không mưa thì tưới vô nhá. Còn tưới vô thì trong vòng 3 tuần lễ thì cái hồng đào nó ra rễ thôi nha. Thì đó là bạn nhớ bằng kiếm cái cây cắt cây nhỏ nhỏ thôi, cây chừng cỡ bằng hơn ngón tay chút xíu thôi, rồi sau đó bạn kiếm cái cây những cái nhánh, nó nhánh nhiều nhánh bằng mới chiết. Còn cây cái bằng cái thẳng lên thì bạn bừng bây giờ chiết hết nó xấu lắm, chiết cái cây nó còn nhánh nhiều á thì nó còn tốt cho bạn nha. Rồi mình sẽ nói một cái comment thứ ba nữa là mình cảm ơn bạn comment cho mình ha. Rồi mình có một cây mắng cầu bị rụng bông nha, rụng bông thì tại sao bị rụng bông, thì bạn hỏi là em có một cây mắng cầu ra bông rất là nhiều rồi nó bị rụng hết trơn, nó bị rụng hết trơn. Thì mình khuyên bạn nếu mà rụng rụng bông á, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất là bạn tưới nước quá nhiều, nhiều lúc mình cứ ra mình cứ hứng tay là mình tưới, cứ tưới ngồi tưới hoài, thì khi mình tưới nước quá nhiều á thì cái bông nó có ảnh hưởng, nó bị rụng. Thì nước quá nhiều nó không có tốt cho cây, khi cái nước nhiều lên nó hấp thụ cho cái bông, thì cái bông nó cái lúc đó là cái hậu nó không có nóng, nó không nóng được, lượng nước phát không được nhiều, cái bông nó tạm nước thì nó bị ủng, nó bị rụng thôi. Do đó khi mà nếu mà cái bông trời thật là nắng nóng thiệt nóng mà nó cái bông của nó ra mắng cầu nó ra bông á, thì nó không có vào mùa nắng, nó vào tháng 3, tháng 4. Tháng 4 có nhiệt độ nó chưa nắng lắm, nó có chừng 70 mấy, 78, 79 độ thôi. Tháng 4, tháng 7, 80 và 82 thôi. Thì cái lượng nóng nó chưa nhiều. Nếu mà tưới nước quá nhiều thì nó sẽ kết quả rụng bông rất là nhiều. Rụng tới 80% bông rụng hết nha bạn. Thì thứ nhất là bị nó khi mà bông cây bông bông mắng cầu nó ra thì khí hậu nó nóng chút xíu thì cái đàn bông nó đạt rất là tốt, nó ít khi rụng hơn. Thứ nhất. Thứ hai là nhiều lúc các bạn, thứ hai là bận nhớ là nhiều lúc cái bên Mỹ thì nó cái bông nó ra mà nó không có bông ướm á, ở nước ngoài á thì nó cũng bị rụng luôn. Còn nếu trong vòng 3 4 5 ngày á thì nó không có ong bướm thì cái bông nó cũng bị rụng nha bạn. Nó nhiều rất là nhiều nguyên nhân, nhiều lúc rất là bụng bông rất là nhiều nguyên nhân. Rồi thứ ba là bạn bỏ phân nóng quá nó cũng bị rụng nha. Thì mình nói video trước rồi thì bạn bỏ phân nhiều nó cũng bị rụng nha. Rồi có một bạn nó sao rồi cái trái của em cũng bị rụng luôn. Rụng bông và bị rụng trái. Bị rụng rụng trái thì nó có nhiều trái rụng á, thì chẳng qua là cái trái nó thứ nước á là nó không có đủ đủ khả năng của nó, giống như nó đạo được cái trái rồi thì cái trái nó nhiều lúc nó yếu, nó không có đủ sức của nó, cái nhiệt lúc nó nhiều cái môi trường được ảnh hưởng của nó rất là nhiều. Nhiều lúc các bạn biết rằng cái lúc cái trái nó ra cái trái rồi mà nhưng mà cái phần hữu cơ nó không đủ đáp ứng cái nhu cầu của nó để cho nó đủ sức của nó ra trái nha bạn. Nếu trường hợp của nó ra trái á, là phải cái phân đất nó tốt, nó nuôi được cái trái nó mới được ra cái trái. Còn nếu mà cái đất nó ra cái trái rồi mà nó không có đủ sức á thì cái trái nó bắt buộc nó phải bị rụng nha. Thì cái đó rất là nguyên rất là mình rất là cẩn thận. Nếu mà được cái trái rồi thì bạn lúc đó bạn mới mới nhớ là phải phải chút trước cái thời gian tháng 2, tháng 3 thì bạn bồi thay đất cho mình, bạn bồi dưỡng nó trước thời gian mà nó có trái. Đừng bao giờ nó có trái rồi bạn chơi đổ phân vô tấp vô nữa là có là rụng hết luôn, nó không có đạt cái chất lượng. Mình khuyên bạn khi mà bạn muốn một cái trái á, trước khi là bạn làm cái trái đó thì bạn phải bỏ phân trước thời gian để nó có trái. Đừng có đợi bao giờ mà đến giai đoạn có trái bằng bỏ phân thì nó bị rụng bạo luôn nha. Rồi thứ hai là khi mà bạn đã không bỏ phân rồi, bạn không bỏ phân lúc tháng 2, tháng 3 không để phân rồi thì nó ra cũng có trái nhưng cái trái nó không có đạt, nó bị rụng, nó yếu. Thì lúc cái cây đó nó không có đủ sức nha bạn, không có đủ sức thì nó sẽ bị rụng thôi nha. Ok, giờ mình sẽ comment thêm một cái nữa là cây mắng cầu em vậy nó đầu trái vài ngày nó bị đen nha, nó bị đen rồi nó rụng luôn. Cái trái ra nó đậu được cái trái rồi cái trái nó chút xíu rồi nó đen đen rồi nó rụng mất luôn nha. Đó đó, nhiều các bạn hỏi mình cũng vậy, comment hỏi mình tại sao em cái trái em nó ra rồi em nhìn mấy ngày trước rồi cái hôm sau em ra nữa nó đang thui rồi rụng có bụp. Thì mình khuyên bạn cái trái đen á, cái mắng cầu mới ra được mấy ngày đen là bởi vì tại sao không? Thứ nhất là cái cây của bạn không có lá nhiều, lá nó không có đạt độ che, nó che cái trái thì lúc nó nằm ở ngoài nó mới ra, nó nở ra thì nó nóng quá, cái nắng quá thì cái da rất là mỏng, nó dễ bị rụng lắm bạn ơi, rất là dễ bị rụng. Do đó mình khuyên bạn lấy một cái miếng plastic, cái loại miếng nhựa trắng đó, nó bán ở trong mấy cái siêu thị hoặc là trong mấy cái mo nó mấy chỗ bất cứ đâu được, trong mấy cái shop nó bán cái miếng mà plastic màu trắng đó, thì bạn che phía trên cho mình chút xíu, mà ngoài che vẫn có ánh sáng vô, nó cản bớt cái lượng nóng của mặt trời thì cái trái nó bị đen. Mà bạn nhớ nha, bạn lấy cái gì bạn che cho mình, đừng có lấy cái tấm xanh mà che quá thì không đẹp.
Nếu mình che quá 100% cái nắng không vô cái cây thì cái trái nó cũng bị rụng nha. Mình che một lớp trắng cao chút xíu khỏi cái cành cây của bận trọng thì đương nhiên cái trái của bạn nó không bị đen. Không bị đen thì nó không bị rụng nha. Ok thì bạn, cảm ơn bạn comment cho mình cái đó ha. Rồi mình trả lời thêm một câu nữa là tại sao cây mắng cầu của tôi bị khô ha, bị khô. Giống như cái nhánh nó khô. Đó, cái nhánh khô thì rất là nhiều cái khô, nguyên nhân nó khô nhiều lúc con sâu nó đâm nó ăn vô cái cây của bạn, nó bị khô, nó chết, nó khô nhá. Rồi lúc bạn cứ nghĩ là cái cây mắng cầu tính bị khô, tự nhiên cái cây nó khô, mấy nhánh khô thì thứ nhất là bạn nó ăn cái ăn vô thì cái cây mắng cầu của bạn nó bị khô, thì cái con sâu nó nằm trong đó nó ăn nó bị khô. Thứ nhất, thứ hai là cái thời tiết nó lạnh nó cũng bị khô, nó chết lần lần. Nhiều lúc bạn che phần trên thôi nhá. Bạn che phần trên thì cái khí hậu mà còn lên cao thì nó lạnh nhiều lắm, cái dưới thì nó ấm hơn. Do đó phần trên ngược trên nó bị khô. Nó khô phần trên, phần dưới nó không khô. Khi mà nó khô rồi bạn thấy nó khô từ từ khô xuống. Nó khô từ trên từ từ mấy sao ăn xuống liền, bạn cắt liền phần dưới cho mình liền. Cắt cái phần còn tốt á, bạn cắt bỏ liền cái phần trên. Nếu bạn không cắt thì nó ăn từ từ xuống, nó làm chết nguyên cái cây, nguyên cái nhánh dài. Do đó bạn thấy bằng khi mà bạn đã lạnh á thì bạn che thì phần trên nó chết trước. Do đó bạn thấy nó đã khô rồi đó, rồi bạn cắt cái phần khô liền, cái phần dưới nó, da nó vẫn còn tươi thì nó không ảnh hưởng, bạn cắt. Rồi xong đó bạn lấy một cái lá mà cái cây abra gì đó, adam á, thì bạn chấm vô cái chỗ bạn cắt. Thì cái cây nó cũng có máu, máu trắng mình không thấy, nhưng mình cắt mình chấm cho gió thì cái cây nó không có bị không hư cái phần đó. Hoặc là lấy đất á, mình chà lên cho đó cũng được, đất mình chà cái chỗ mình cắt lên cũng được, thì nó làm cho trích cái chỗ mà cái máu ra, thì đó rất là tốt nha bạn. Thì ok, giờ mình đã hoàn thành, mình xin xong cái video này nữa. Thì mình rất là cảm ơn bạn coi video mình. Khi nào bạn có cảm giác mình có một cái comment gì đó, cứ comment cho mình trả thẳng vô video cho bạn mỗi ngày. Thì mình làm video rất là nhiều mỗi ngày cho bạn, bằng tôi cho bạn rất là hữu ích nha. Nhiều lúc bạn không có cái thời gian coi comment trong cái video, trước video của mình này, comment trong những chút trong viết trong đó thì nó không có đạt kết quả nhiều. Do đó bạn nói thẳng cho mình trong video, sau đó mình vừa viết trong cái comment đó. Rồi nếu bạn không coi được thì coi video của mình mỗi ngày. Thì lúc nhiều rất là hay, nhiều cái comment rất là hay, nhiều cô bác chú được comment cho mình để mình trả lời. Thì nhiều lúc mình những cái mình vô hoàn cảnh đó thì mình bắt buộc là mình phải làm giống vậy đó, thì nó không có bị ảnh hưởng cho mình một cái gì hết. Nhiều lúc mình coi nhiều comment, rất là nhiều quý báu cô chú rồi cho comment mình đó, thì mình nói trên video thì rất là tốt cho mấy bạn. Bạn coi đó rồi mình sẽ học thêm nha các bạn. Thì lúc mình rất là cảm ơn bạn khi coi cái video mình nha. Rồi comment cho mình mỗi ngày thì mình sẽ làm điều video cho các bạn ha. Thì sáng nay thì mình cũng đã xong video rồi, thì mình sẽ cho mấy cá ăn, rồi mình bỏ phân cái cây này ha. Rồi mình cho mấy công chúa mình đây nè, công chúa mình đã đói lắm rồi, mình cho mấy con công chúa khóc thôi mình ăn ha. Thì mình cho ăn thì mỗi ngày mỗi tháng rồi buổi sáng thì cho ăn chút xíu cho nó quậy quậy vui ha. Ok, giờ mình xin tạm dừng video này nha các bạn. Thì có gì bạn comment cho mình rồi ủng hộ David Trần nha. Mình có động lực mình làm mỗi ngày cho bạn thì bạn rất là vui coi video của mình. Rồi bye bye bạn, bấm subscribe cho mình nha. Rồi thank you bạn rất nhiều, bye bye bạn ha.